coi kiển lá ha, showroom kiển lá số 553 Showbiz Nghệ Tĩnh cỏ ha, là chủ nhân của cái showroom này. Chào anh Nam. Thành phố á, không gian nó không có lớn, bọn em mới phát triển lên những cái hệ tường thành một cái hệ sinh thái tự nhiên như thế này thì tốn đâu đó khoảng 5-6 m². Đối với những cái bức tường này thì nó sẽ chống thấm hoàn toàn, kể cả không gian trong nhà hoặc là ở ngoài, rất ít khi phải chăm sóc. Khi mà setup lên như vậy thì nó sống và phát triển khá là mạnh. Chi phí đầu tư đó cho một cái vách tường thì rất là hợp lý ha các bạn ha. Yeah. Mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng ngày hôm nay đi coi kiển lá ha. Mình đang có mặt ở showroom kiển lá số 553 Showbiz Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh nha các bạn. Giờ đây là một cái không gian rất là mát luôn, cực kỳ mát, rất là nhiều sương ha. Cây trong nhà thì nó không có cần nắng trực tiếp và nó cần cái độ ẩm cao. Đây mình sẽ gặp bạn cỏ ha, là chủ nhân của cái showroom này. Một người có rất là nhiều tâm huyết về cảnh quan. Hello em. Chào anh Nam. Rồi ok, cảm ơn em đã tham gia vô cái chương trình chia sẻ về đam mê của kênh Nam Ngô Farm của anh. Dạ. Hôm nay anh muốn chia sẻ với mọi người về cái vấn đề cảnh quan, một cái nhu cầu nói là rất là cần thiết trong cái thời đại bây giờ. Đất chật người đông. Không còn diện tích cho cây cối nữa rồi, con người dành hết rồi. Thì chúng ta tận dụng cái không gian như thế nào á? Thì em có thể chia sẻ với mọi người. Vâng. Dạ. Rồi, chào anh. Thì em là cỏ. Thì em xuất thân thì cũng ở cái vùng nông thôn đó, ở khu vực Tây Nguyên Đắk Lắk. Thì mình sinh ra lớn lên là xung quanh mình thì cây cối rồi không khí nó rất là trong lành. Dạ, không khí rất là trong lành, động vật rất là nhiều. Thì mình quen với cái cuộc sống rồi và mình cảm thấy nó rất là thú vị. Thậm chí ở ngoài ở quê khi mà mình còn ấu thơ thì hầu như là không bao giờ phải mang khẩu trang khi mà ra đường. Mọi thứ nó rất là thoải mái. Đúng rồi. Khi mà lên thành phố thì mình cảm giác là nhớ những cái thứ thuộc về tự nhiên như vậy. Thì cái khao khát của mình là mình mang cái tự nhiên vào trong những cái không gian xung quanh mình. Và khi mà mình mang được những cái thứ đó rồi thì mình muốn lan tỏa cái đó đến cho mọi người. Thì cái thực trạng ở thành phố Hồ Chí Minh thì em thấy là thứ nhất là nhà cửa, đất đai rất là mắc. Cho nên là thực sự mà để mà mang những cái không gian cực lớn, những cái vườn rồi những cái tự nhiên này nọ thì nó rất là khó. Cho nên là ở đây là em cố gắng làm mọi thứ nó chẳng như là nó có thể là nhỏ gọn để mình có thể là mang những cái mảng nhỏ để đến với từng hộ gia đình hoặc là từng cái không gian, những cái không gian mà mình có. Ok các bạn, thiên nhiên, cây cỏ, động vật là những thứ nó tồn tại rất là lâu đời. Nhưng mà vấn đề bây giờ là người thì ngày càng đông lên, nhà cửa đầu tóc nập san sát nhau hết. Cho nên là cái vấn đề bây giờ của anh em mà bên cảnh quan này nè, đó chính là giải pháp, đúng không? Giải pháp như thế nào mà để con người có thể sống giữa thiên nhiên mà không tốn quá nhiều diện tích. Bởi vì bây giờ là tất đất là tất vàng mà đâu có phải dư tiền mà chừa một cái khoảnh sân ngay giữa thành phố này mà để trồng cây, thì cái đó điều đó không phải ai cũng làm được. Cho nên là mình sẽ có những cái giải pháp nào mà nó vẫn mang tính thẩm mỹ, rồi nó sẽ cải thiện được cái môi trường sống nè, cái không khí nè, và nó thẩm mỹ, nó đẹp nè. Thì ở đây mình anh thấy là bắt đầu có những cái giải pháp gọi là tường keo như thế này đó ta. Chúng ta có thể đây là cái mẫu có thể là decor ở trên cái vách tường nhà các bạn. Đó. Em có thể coi như là giới thiệu sơ với khán giả về cái loại hình này với. Thì thực sự là ở thành phố á, thì cái không gian nó không quá lớn, cho nên là bọn em mới phát triển lên những cái hệ tường thành một cái hệ sinh thái tự nhiên như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là ở trên này thì có rất là nhiều loại sinh vật khác nhau, bao gồm dương sỉ này, rồi dứa, những cái loại cây nhiệt đới, cũng như là rất là nhiều loại rêu của Việt Nam. Trên bức tường này có khoảng độ hơn 10 loại rêu của Việt Nam đó. Thì với một cái hệ sinh thái hơn 100 cái cây khác nhau như thế này, nếu như bình thường thì mình sẽ tốn đâu đó khoảng 5-6 m² để mà mình setup. Tuy nhiên là với cái hệ tường cây này thì mình chỉ chiếm diện tích đâu đó khoảng độ 30-40 cm thôi, bề rộng, thì mình có thể setup lên như thế này rồi. Cái thứ hai là khi mà mình setup cái hệ tường như này thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Đó, như anh
Nam Ngô sẽ thấy là trên cái bức tường của mình thì mọi thứ mình cố gắng mình mô phỏng theo tự nhiên, như là những cái dòng suối này thì lúc mà mình đi Sapa đó, mình đi trên những cái con đường mình thấy những dòng suối này mình rất là thích. Đúng rồi. Đó, thì nhìn nó sẽ róc rách, nó chảy tự nhiên. Hơn nữa là cái hệ này thì nó có độ ẩm khá là tốt, thì nó sẽ giúp cho những cái cây của mình phát triển khá là rộng, khá là tốt hơn bình thường. Như các anh chị thấy là cái những cái lá đó khi mà lên môi trường này thì nó phát triển đó, nó upside khá là dễ dàng. Rồi những cái cây dứa Nam Mỹ này thì nó phát triển cũng rất là tốt. Thì những cái hệ như này thì mọi thứ nó hoàn toàn tự động rồi. Có nghĩa là công việc của mình bận rộn, không có thời gian chăm sóc cây thì mình đã có cái hệ sinh thái như thế này, tưới tự động, rồi đèn quang hợp, cho nên là mình có thể là đem ứng dụng vào rất là nhiều cái không gian khác nhau. Quá hay luôn các bạn. Tất cả những cái này là cây thiệt hết nha các bạn, chứ không phải là cây giả đâu. Chúng ta có thể thấy đâu đó người ta làm những cái mô hình này nhưng mà là cây giả để trang trí thôi, nhưng mà riêng cái này là thiệt luôn nha. Mà rêu này dớn đồ này nọ là thiệt hết. Này là dứa màu, và cái dòng suối này có thể là đây là kim mộc thủy hỏa thổ, như này đầy đủ trong này luôn á. Có rồi. Nước nè, có lũa, gỗ nè, có đá rồi. Và cái khi mình setup như vậy thì cái không gian của mình nó sẽ rất là mát ha. Anh anh đứng ở đây là cảm giác cái hơi mát nó so với ngoài đường chắc đây xuống khoảng 3-4 độ luôn á. Trong rồi, này rất là mát, rất là mát luôn. Dạ. Và các bạn có thể coi cái này chúng ta sẽ tận dụng một cái vách tường ha. Dạ, đúng để rồi. Chúng ta ốp vô cái vách tường bên này. Vâng. Dạ. Thì thực ra các bạn thấy cái độ ẩm và cái nước nó như thế này, nhưng mà cái hệ này thì bọn mình cũng đã nghiên cứu rồi. Thì đối với những cái bức tường này thì nó sẽ chống thấm hoàn toàn, tại vì nó đã có những cái cơ cấu để chống thấm. Nên là khi mà mình set up vào kể cả không gian trong nhà hoặc là ở ngoài thì không có ảnh hưởng đến cái bức tường phía sau lưng. Và nó hay một chỗ là theo nãy mình mới quan sát là không cần phải gọi là khoan đục cắt gì tường, bạn có thể làm trên một cái khung sắt luôn cũng được, đúng không? Rồi, khung đúng sắt rồi. Mình gá vô thôi là ok rồi. Nó tự đứng luôn và mình có thể di chuyển được. Quá hay, quá năng động luôn. Và những cái này là chất lượng bằng chất liệu bằng cái gì ta? Cái này đâu giả đá thôi đúng không? Đúng rồi, cái này là những cái hệ giả đá. Này dạng như cái xốp định hình á, xốp dạng nở đúng không? Mình đúng lấy rồi. Ra mình tạo nè. Dạ. Rất là đẹp. Những cái cây hoặc là những cái rêu đó các bạn sẽ thấy là nó đang phát triển rất là ok. Hồi nãy là cỏ nói trong này là tới mấy chục loại rêu hả? Dạ, hơn 10 loại rêu của Việt Nam. Và cho trồng xen kẽ lên những cái cây lũa như thế này luôn. Dạ. Ở dưới này á, nếu mà các bạn có không gian bạn cho ra ngoài thêm xíu nữa thì các bạn có thể thành một cái hồ cá nhỏ nhỏ luôn. Dạ, đúng rồi. Rất là hay. Có thể nuôi cá hoặc là nuôi tôm. Vậy cái này cái quá trình chăm sóc có gặp gì khó khăn không cỏ? Tại vì nhiều khách hàng người ta cũng sẽ, nói chung là mình bảo đảm là ai nhìn vô cũng sẽ mê rồi đó. Nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng có những cái lo lắng, ví dụ như về mặt chi phí nè. Rồi chăm sóc nó có cực hay không. Có cần phải tốn công bảo trì bảo dưỡng đồ nhiều quá hay không. Thì có thể cỏ sẽ chia sẻ với lại khán giả để qua cái video clip này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều khách hàng sẽ tìm đến để làm mát cái không gian của họ. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh Nam Ngô. Thì thực ra cái mô hình này thì khi mà set up lên á thì bọn mình cũng đã cố gắng để tối ưu hóa mọi thứ rồi, về chủng loại cây cũng như là cách sắp xếp, rồi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mình đều cố gắng để nó gần gũi nhất với lại cái môi trường sống tự nhiên của từng loại cây. Cho nên là hầu như là cây ở đây thì hầu như mình không cần phải chăm sóc gì hết, tại vì thứ nhất là nó đã có hệ thống tưới tự động rồi, cứ đến đúng giờ là nó sẽ cung cấp một cái lượng nước vừa đủ cho cây. Cái thứ hai là cái ánh sáng thì mình cũng đã có những cái hệ đèn quang hợp, cho nên là mình có thể đưa nó vào những cái không gian thiếu sáng, hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời luôn. Rồi. Sử dụng cái đèn này là cây nó đủ khỏe. Dạ đúng rồi. Và cái đèn này thì nó cũng có một cái đặc điểm tốt, đó là nó sẽ giúp những cái cây nó giữ được cái màu sắc. Đó. Nếu như bình thường những cái cây dứa Nam Mỹ này mà mình trồng vào những cái khu vực mà nó những cái đèn bình thường đó thì nó có thể nó bị mất màu. Nhưng mà những cái đèn quang hợp này nó sẽ giúp giữ cái màu của cây nó vẫn còn rực rỡ. Đúng rồi. Thì theo cái trải nghiệm của mình và khi mà cái quá trình mình thử nghiệm từng cái loại cây cũng như là từng cái cách setup khác nhau thì mình thấy hiện tại cái
mô hình tường cây tự nhiên như thế này thì hầu như là mình rất ít khi phải chăm sóc. Đó. Và cây khi mà set up lên như vậy thì nó sống và phát triển khá là mạnh. Khá là mạnh luôn. Dạ. Và cái này mình có thể phù hợp để ngoài sân luôn, là sân mà nắng full đó. Dạ. Thì tùy vào cái chỗ để mà mình đặt á, thì mình sẽ lựa chọn thứ nhất là cái loại cây cho nó phù hợp. Ví dụ như là nếu như mình trồng ở ngoài sân thì mình sẽ lựa chọn những cái cây mà nó ưa nắng. Đó, để khi mình set up vô. Cái thứ hai là ở ngoài sân thì mình sẽ điều chỉnh cái lượng tưới cho nó phù hợp. Tại vì ở ngoài sân thì nó sẽ cần nhiều nước hơn. Okay. Đó, thì khi mà mình set up mà mình hiểu từng cái chủng loại cây thì những cái cây của mình nó sẽ phát triển tốt và nó không có phải lo lắng nhiều về cái việc chăm sóc cũng như là bảo dưỡng sau này. Và cái chi phí để mình có thể gọi là trang điểm cho cái căn nhà của mình thì nó khoảng bao nhiêu cỡ rồi? Dạ. Thì thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái số mét vuông mà mình muốn làm. Cái thứ hai đó là tùy thuộc vào cái chủng loại cây. Thực ra như cái bức tường này thì trung bình nó dao động khoảng từ 3 đến 4 triệu một mét vuông. Đó. Thì mình nghĩ đó là cũng là một cái chi phí khá là hợp lý. Với một cái mảng tường cây rất là nhiều loại cây cũng như là có hệ thống tưới tự động và đèn quang hợp như thế này. Coi như là chọn gói luôn. Dạ đúng rồi. Là coi như là nếu mà theo mình phỏng phỏng là cái bức tường này nó chắc cỡ 2 mét vuông quá hơn á. Cái bức này thì khoảng độ 6 mét vuông. 6 mét vuông. Thì là nó đâu đó vào tầm khoảng 20 6 mét vuông thì nó rơi vào khoảng độ 30 triệu. 30 triệu. Khoảng 30 triệu. 30 triệu là bao gồm cả coi như là set up rồi cả cây, cả hệ thống tưới, cả tất cả là đủ luôn. Dạ đúng rồi, đầy đủ luôn á. Cũng dễ chơi. Dạ. Mát mẻ này, một cái căn nhà thì với mức chi phí đầu tư đó cho một cái vách tường thì rất là hợp lý ha các bạn ha. Rất là hợp lý và không phải lo vấn đề tưới tắm gì cả. Rất là đẹp. Và cái hệ thống phun sương đó là dành cho cái này luôn hả? Dạ đúng rồi. Quá hay. Yeah. Và cái này nó bền với thời gian không? Dạ nó bền. Dạ nó bền. Để càng lâu thì nó sẽ càng cây nó càng khỏe mạnh, nó bám chặt vô hơn. Dạ đúng rồi. Thì thực ra nhìn đơn giản như thế này nhưng mà nó cấu tạo ở phía sau nó cũng bao gồm rất là nhiều cái thành phần để mình có thể tạo hình, tạo khối và mình cố định nó thành một cái bức tường hoàn chỉnh. Trong đây chúng ta có thể cái này nếu mà gia chủ mà muốn làm theo yêu cầu là mình vẫn có thể set up được luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái này nó là một mẫu thôi. Tại vì khi mà làm những cái bức tường tự nhiên như thế này thì cái mục đích của mình là gì? Để cho giúp cho mọi người gần gũi với tự nhiên hơn, có thể đem những cái mảnh rừng tự nhiên nho nhỏ để mang vào nhà. Thì cái đặc điểm của nó là mỗi một mảng nó sẽ khác những cái mảng khác. Và nó không có mảng nào nó giống hoàn toàn với cái mảng nào. Tại vì ví dụ như là những cái khúc lũa này thì hoàn toàn là tự nhiên. Thì mỗi cái khúc lũa nó sẽ khác cái những cái khúc còn lại, nó sẽ không giống. Cái thứ hai là tùy cái sở thích của gia chủ cũng như là tùy những cái mảng tự nhiên mà mình muốn mô phỏng đó thì mình sẽ lựa chọn những cái cây cối sao cho nó phù hợp. Cho nên là hầu như là mỗi một bức tường thì nó sẽ gọi là nó sẽ duy nhất, một cái tác phẩm duy nhất luôn. Dạ, không đúng có rồi. Lại trùng lặp luôn. Dạ đúng rồi. Các bạn có thể hình dung trên đường đi Sapa hoặc là Đà Lạt, các bạn thấy những cái vách núi nó sẽ có cây cỏ điểm xuyết rêu rong rồi nước sẽ chảy nhẹ róc rách trên những vách núi thẳng đứng này, rất là quen thuộc đúng không? Rất là đẹp. Cái này mà có không gian làm một bức tường xong mà ngồi uống trà ha, nghe tiếng nước róc rách rồi coi như là sương khói mờ mờ nữa rồi nó là hết bài luôn. Quá rồi. Đẹp luôn. Thì cái thời gian mình thi công, ví dụ như bây giờ mình đặt hàng mình khoảng bao lâu thì sẽ hoàn thiện cái tác phẩm ta? Thì nó tùy thuộc vào cái độ lớn của bức tường cũng như là cái độ phức tạp. Thì thường thường làm một cái bức tường khoảng 6 mét vuông như thế này thì nó sẽ thi công nó sẽ rơi vào khoảng độ 4 ngày. 4 ngày. Dạ, tầm 4 ngày. 4 ngày là cả đội làm cho nó cực lực luôn hết. Dạ, đúng rồi. Giao cho khách cho khách sớm có trải nghiệm luôn á. Dạ. Thì mục tiêu của bọn em là sẽ làm sao đó để mọi thứ nó chi tiết nhất và nó hoàn thiện nhất có thể. Cho nên là mình cũng cố gắng mình làm sao cho nó hoàn thiện và mình không có làm theo giống như chạy theo tiến độ để mà mình làm những cái công trình nó sơ sài.
Nói chung là vẫn phải một cái tác phẩm, đã gọi là tác phẩm thì nó phải đẹp, phải chi tiết, phải sắc sảo đúng không? Dạ đúng rồi. Phải tạo được coi như là rung động cho khách hàng, khách hàng nhìn vô là phải cảm nhận được. Dạ vâng. Thì theo cỏ thì tại vì anh thấy ở nước ngoài thì những cái trang trí như cái bức tường cây như thế này thì nó cũng khá là phổ biến, nhưng mà ở Việt Nam thì nó hơi mới, còn hơi mới đúng không? Thì với cỏ thì cỏ muốn cái mô hình này nó sẽ phát triển ở Việt Nam như thế nào? Dạ. Đó. Thì em nghĩ là đối với người Việt Nam mình á, thì truyền thống từ trước đến nay thì em thấy hầu như là mọi người đều muốn gần gũi với tự nhiên. Đúng rồi. Hầu như là nhà nào cũng đang có những cái cây, không để trên bàn thì là để ngoài ban công hoặc là để ở trong phòng khách. Tuy nhiên là cái về những cái mô hình mới thì nó sẽ cần lan tỏa nhiều hơn để mọi người biết là khi mà tôi muốn trồng cây hoặc là tôi muốn gần gũi với thiên nhiên hơn thì tôi có những cái lựa chọn nào, và những cái lựa chọn đó thì muốn tiếp cận thì nó ra làm sao, chẳng hạn như là cái chi phí hay là cái việc chăm sóc nó như thế nào, và những cái đó thì độ bền nó ra làm sao. Thì anh nghĩ là đó là những cái câu hỏi mà hầu như ai cũng muốn là có những cái lời giải đáp. Đúng rồi. Đó. Còn về cái mô hình thì hiện tại bây giờ thì cái mà bọn em đang muốn hướng tới là thứ nhất là giúp cho mọi người là hầu như là khi mà người ta muốn trồng cây nhưng mà người ta có những cái khó khăn riêng là về cách chăm sóc, rồi cách bố trí làm sao cho nó đẹp, rồi cái cây rồi trồng làm sao cho nó bền, thì mình đang cố gắng để mình mang những cái giải pháp cho nó phù hợp nhất. Thì về những cái mô hình này thì mỗi một cái công trình thì bọn em đều cố gắng sẽ coi lại đối với cái công trình đó thì mình sẽ hoàn thiện làm sao để cho nó phù hợp với lại nhiều nhu cầu của mọi người nhất, và mình tối ưu hơn. Giống như là iPhone giờ nó ra cái phiên bản 14 rồi thì mình cũng vậy, mỗi lần làm là mình đều cải thiện lên. Để cho nó phù hợp hơn và nó sẽ dễ dàng hơn để tiếp cận với lại mọi hộ gia đình. Thật sự là như vậy các bạn, thì người Việt Nam mình thì cũng rất là thích trồng cây ha, hầu như là nhà nào cũng cho thấy có một vài chậu cây nhỏ nhỏ. Tuy nhiên là nó thứ nhất là nó khá rời rạc, nó không phải là một cái tác phẩm này nọ. Thì mình thấy là ở bên cỏ đây là đang coi như là đưa ra một cái mô hình là mình set up lại những cái mảng, những cái khối nó có thể kết hợp giữa cây nè, rêu và nước rồi gỗ lũa kết hợp lại với nhau tạo thành một cái tác phẩm nó hoàn chỉnh hơn. Thì mình nghĩ đây là cái giải pháp nó rất là hay. Còn từng cây thì nhìn nó cũng khá là rời rạc á, nó không có hài hòa được với nhau. Thì mình thấy cái này những cái công ty lớn nè, nhất là những cái spa thẩm mỹ viện đồ á, nếu mà có một cái mảng tường này thì sẽ tạo một cái cảm giác rất là mát mắt, rất là relax luôn, rất là thoải mái cho khách hàng khi mà bước vô luôn. Còn hộ gia đình thì nếu mà gia đình nào mà muốn thay đổi cái không gian của nhà mình, tại vì bây giờ xe cộ cũng nhiều, con người cũng nhiều, ở cứ lấn nha, cho nên cảm giác rất là ngợp luôn. Anh ở Bình Dương, anh ở sau đó ở Sài Gòn á, mà ngợp quá chịu nổi rút về Bình Dương rồi. Ở dưới nó cũng cây cối nhiều. Còn ở Sài Gòn nếu mà nhà nào mà trang trí được một cái mảng tường như thế này, mình bảo đảm là cái nhiệt độ trong nhà đó sẽ giảm đúng ít nhất từ 3-4 độ. Sẽ mát liền luôn. Đúng rồi. Quá là hay. Ngoài ra những cái mảng này thì nó cũng giúp cho cái độ ẩm không khí nó sẽ ổn định hơn, và nó sẽ làm cho cái da của mình nó đỡ bị khô. Ngoài ra thì với cái hệ thực vật như thế này thì nó sẽ cải thiện cái không khí ở trong nhà khá đáng kể. Tại vì những cái cây ở đây thì mình có thể lựa chọn những cái cây nó lọc không khí rất là tốt. Thì với một cái máy lọc không khí tự nhiên như thế này thì nó sẽ giúp tăng cường cái sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình nhiều hơn. Chính xác luôn bạn, chính xác là máy lọc không khí tự nhiên luôn á. Bây giờ thay vì chúng ta bỏ ra vài triệu chúng ta ra ngoài mua mấy cái máy lọc không khí đó, thì cái này là một cái phải nói là giải pháp tuyệt vời, vừa đẹp mắt mà vừa gọi là tự nhiên nhất có thể luôn. Mà nó phải nói là mình đứng ở đây nè, đứng ở đây nó rất là mát luôn, mát lạnh từ đây đến chân luôn á, tại vì cái xương nó sẽ rớt nhẹ xuống. Quá đẹp luôn. Nếu nhìn xa chúng ta thấy một cái tổng thể như thế này nó rất là đầy đủ màu sắc ha, nhiều chi tiết ha. Ok, thì mình giới thiệu với các bạn như cái này mình gọi là một cái tường cây ha. Đúng rồi. Thì các bạn nào đang xem clip muốn cải thiện cái không gian cho nhà mình về mặt thẩm mỹ cũng như về mặt không khí thì có thể kết nối với shop ha, hoặc là inbox bên dưới mình sẽ cho bạn cái thông tin địa chỉ của shop để các bạn có thể thay đổi căn nhà của mình cho nó
thoải mái hơn ha. Dạ. Để lúc nào cũng cảm thấy nó dạ. Refresh được sau những ngày làm việc mệt mỏi. Dạ. Ok các bạn, thì clip này mình giới thiệu sơ sơ về một cái bức tường cây. Dạ. Ở clip sau thì mình sẵn ở đây mình thấy shop đang chuẩn bị thi công một cái tác phẩm, thì cũng đang những cái bước đầu tiên đây, thì clip sau mình sẽ giới thiệu các bạn coi là cái bức tường cây này đã thực hiện như thế nào ha. Ok mọi người, chúc cảm ơn em rất là nhiều đã cho anh chia sẻ những cái thông tin này lên kênh ha. Ok, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Bye bye.